Tất cả các anh chị phải nhảy rất giống như người đội trưởng của mình ạ. À. Đội nào đều và đẹp nhất sẽ được 10 điểm. Dùng này là điện đang ngáo đá. Chúng tôi sẽ chấm điểm. Các bạn hãy biết một đội hình giống của đội sứa, các đội sứa đang ngoài. Alo, em nghe rồi. Dân ơi, dân ơi, dân ơi, dân ơi, xin mời mẹ trẻ. Vâng, xin mời đội thứ hai. Rồi, xin cảm ơn các chị đã đợi. Đội thứ nhất là đồ uống hả anh? Xin mời đội thứ nhất.